Theo dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, chỉ có dịch vụ vận tải quốc tế, cho thuê phương tiện vận tải ngoài lãnh thổ Việt Nam và một số dịch vụ liên quan vẫn được hưởng thuế suất 0%. Các lĩnh vực dịch vụ khác sẽ phải chịu thuế suất tương ứng, cơ bản là 10%. Việc sửa đổi này do thời gian qua, cơ quan thuế gặp khó khăn trong việc phân biệt doanh thu đến từ dịch vụ được xuất khẩu hay tiêu dùng trong nước. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, việc phải chịu thuế dịch vụ xuất khẩu 10% sẽ khiến các nhà cung cấp dịch vụ cho nước ngoài của Việt Nam gặp khó khăn khi cạnh tranh với đối thủ đến từ quốc gia khác. Qua tìm hiểu sơ bộ, các quốc gia khác đều đang áp thuế dịch vụ xuất khẩu là 0% và cho phép doanh nghiệp được hoàn thuế đầu vào.